Lô, chào các anh em quay trở lại với channel của mình em nhá. Đang cộng 11 anh em ơi. Cộng 11 nhỉ. Làm thử tay đầu 2M đi. Nói chung là nếu mà anh em vào mà gặp cầu thì mọi người bám luôn. Đấy. Đấy, vẫn đủ điểm đỗ này anh em, vẫn bú đấy. Ok, tay đầu tiên bú được 2M anh em, ngon quá nhỉ. Mẹ, tay sau dấn luôn phát nhỉ. Không phải thì tính sau. Hôm nay thì mình đang tính là sẽ bắt trên cầu xí ngầu 2 anh em ạ. Đấy, đôi khi chỉ cần một quân xí ngầu thôi là chúng ta đánh là ok rồi. Đấy, quất luôn 8 8 mở tại này anh em. Tại sao mình vào con này? Vì thứ nhất là nó đang cầu nhá, và cái thứ hai là anh em để ý cho mình là 10 với 11 nó rất hay nhảy nhá. Riêng 10 và 11 thì cái tỷ lệ mà nó sang là rất là cao. Nên là đánh dấn cố tại này thôi. Nhưng mà gãy thì tính ra là bay mất 7M nhỉ. Gãy là mất 6M chứ. Tay vừa rồi ăn được 2M mà. Đấy. Ăn được con này thì nét quá anh em ạ. Thấy bát lật rồi. Thấy cái đế nó lật rồi. Ok anh em ơi. Đi mẹ nhà mày lét lẹt luôn anh em ạ. Quá ok luôn nhỉ. Cái đoạn trước của nó thì nó gãy 4 đúng không? Đây nó vượt là chạy 6 rồi. Nói chung là cầu này thì vẫn chơi được, nhưng mà đến đây thì đánh giảm thôi. 1, 2, 3. Bây giờ vào soi xí ngầu, mình nghĩ là con này nó sẽ gãy này. Xí ngầu 2 thì anh em tắt con 1 đi và con 3 đi. 2, 4, 6, 8, 10. Từ đây là một con 9 cộng 2, 11. Gia tài là một tay nghịch. Nghịch này. Và con 13 cộng 4 và 17 gia tài nghịch tiếp này. 11 cộng với 4, 15 là xỉu là thuận này. 6 cộng 28 là xỉu là nghịch này. 8 cộng 3 12, à quên 11, gia tài là nghịch này. Con này 12 cộng 15 17 là xỉu là thuận này. Tiếp vẫn ăn đấy anh em ạ. Con này là con 8 cộng 14 12 là tài thuận này. Con này là con 15 cộng với 5 20 xỉu nghịch này. Đây là con 8 10 10 cộng 4 14 là tài thuận này. 15 cộng 3 bằng 18 là xỉu nghịch này. Cầu này một thuận một nghịch nhá. Con này 7 cộng hàng 9. 9 này là đánh thuận luôn anh em ơi. 9 này là đánh thuận nhá. Ok anh em, cốt luôn 6M đi. Mình nghĩ là con này bú đấy anh em ạ. Khả năng cao sẽ bú được cái tài này là 10M luôn anh. Ảo thật, đánh 3 tay win cả 3 tay luôn. Hôm nào mà đánh cũng thuận như này thì ngon nhỉ. Bú xa bị mẹ quá lét luôn, là 4 tay thông vừa đủ điểm đỗ đây. Cái cầu này thì nó đang chạy vào một thuận một nghịch anh em này, đúng không? Và 11 và 22 đấy, một thuận một nghịch, một thuận một nghịch này, và hai thuận hai nghịch này, một thuận hai nghịch này, thì nó chưa chạy lên 3. Cầu này anh em cứ đánh chặn thôi, con này đánh sang nghịch luôn này. Con này đánh sang nghịch luôn thì con này là con 10 cộng 3 13 13 nghịch đánh lên nhá. 1 2. Thế thôi, cứ đi nhẹ nhàng. Là 15 17 rồi anh em. Con này quất 2M. Chắc là đẩy nay đánh lên khoảng 20M là chốt anh em ạ. Khoảng 20M là chốt. Bú sợ quá lét luôn này, vừa đủ điểm này, sang đúng con 11 này các bạn, nghịch này. Thông 5 tay nhá. Ủa. Ngoài phê nhà là 17M này. Ok, tiếp tục cái tay vừa rồi là ra tay nghịch rồi anh em ơi. Tay nghịch đúng không? Nghịch thì tay này anh em lại vã con thuận luôn. Thuận con này con 12 cộng 4 bằng 10 16 16 thuận đánh tài luôn anh em ơi. Đấy, con này thì phải đánh giảm đi. Nói chung là mình cứ đập nhả này thôi. Vài tay lại vả tay to to đúng không? Vài tay vả tay to to đấy. Phê nhất là ăn tay này với cả tay này anh em ạ. Sướng đúng không? Ăn những quả tay to to rất sướng luôn. Con này 11 thì khả năng nó lại sang anh em ạ. À 12 chứ. Là 12. Mấy khi vào được cái cầu thông 5 tay như này đúng không? Địt mẹ nó quá lét luôn anh em ơi. Sợ chưa? Cầu uy tín nhá.
Câu này cũng không ăn, ăn câu nào lên 20 rồi. À 18, 2 này. Ờ à, đây còn con 16, 16 cộng 4 bằng 20. 20 thì tay này anh em lại phải đánh tay nghịch. À, 20 này nghịch nhá. Con này làm 2m là chốt. À, tròn 20m luôn nhá. Thông tay luôn. 2, 4, 6. Nói chung là cũng ít khi mà nó được thông tay như này anh em ạ. Nói thật với anh em là không phải lúc hôm nào đánh nó cũng thuận như này đâu. Nên là hôm nào mà cầu nó khó thì anh em phải là đánh bình tĩnh lại. Hôm nào ngon thì mình có thể là mình vít. Ví dụ 1, 2, 3 tay đầu mà bú thì cái tỷ lệ mà thông tay rất cao. Đấy. Còn 1, 2, 3 tay đầu mà gãy thì hôm đấy xác định luôn là nếu mà mình cố dấn là càng chết. Càng dấn càng ngập sâu. Quá nét luôn nhỉ. Mẹ cầu nó cứ thế lại nhỉ. Ờ chưa xin một tay nào nhỉ. 20m cứng luôn này. Con này khả năng gãy này. À, con này 8 cộng với 3 bằng 11. 11 thì tay này sẽ đánh tay thuận. Nó vẫn là xỉu anh em ạ. 67m 1m 130 nhá. 130. Đấy, để lại đúng 66m này. Ăn là chốt luôn đấy. Mà gãy là khả năng cũng chốt. Còn à, ăn thì phải đánh tiếp, còn gãy thì chốt anh em ạ. Ảo thật. Mẹ à, 12, 4, 6, 7 tay thông. Kinh thật đấy. Ở đỉnh điểm mình đã ăn được 18 tay thông rồi anh em ạ. Địt mẹ vẫn bú này. Chuẩn đét này đẹp luôn nhờ. Thuận này à, tay sau đánh nghịch nha anh em nha. Lên 68 rồi. Là 22 m 21 m 175. Con này 1 m 175 nhá. Ở đây là con này là con 9 cộng với 5 bằng 14. 14 và tay này chúng ta sẽ phải đánh tay nghịch thì vẫn phải đánh con xỉu này. 1 m 1 m này. 20k. 1 m 20 đúng không? À 2 200. Ờ 1 m 2 đấy, gãy là còn 67 m nhá. Đẳng cấp nhỉ. Địt mẹ 12 2 4 6 8 tay thông. Quá ngon luôn. Úp. Úp. Sao địt mẹ cũng tay thứ 9 thì gãy nhỉ. Thôi chốt nghỉ thôi anh em ơi, 18m. À vẫn đủ 20m chứ. Ok, sao là bên anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.